Trong mùa đại dịch, cơ thể có nguy cơ mắc bệnh cao và các bệnh truyền nhiễm qua đường hô hấp, đặc biệt là cảm cúm. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng mắc bệnh. Cúm chỉ lây lan nhanh khi con người không biết tự bảo vệ và hệ miễn dịch suy yếu. Nếu biết cách đề phòng, chúng ta có thể hạn chế bị mắc cúm. Flu 17 sử dụng ngay khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên của cảm cúm. Hay nhiệt, dài cảm giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch. Flu 17 xuất từ thảo dược nên hoàn toàn không có tác dụng phụ.